Để có một cái gương mặt rạng rỡ tươi tắn suốt cả ngày thì chúng ta sẽ phải làm đầy đủ tất cả các bước vào buổi sáng như thế này. Thì ngày hôm nay đây là một cái routine buổi sáng mà mình chăm sóc da, dưỡng da cho tới make up luôn để có một cái gương mặt tươi tắn suốt cả ngày như thế này. Thì bây giờ mình sẽ mời tất cả các quý vị cùng xem cái video ngày hôm nay, chia sẻ hướng dẫn tận tình cặn kẽ từng chi tiết một nha. Quý vị nào mà xem video ngày hôm nay thì nhớ lưu cái video này lại để dành để mà mình có thể mình xem. Đây là những bước cơ bản nhưng mà rất là đơn giản cho tất cả mọi người đều có thể làm được nha. Kể cả những người nào không bao giờ biết trang điểm luôn. Trước tiên là mình sẽ làm sạch cái da mặt của mình nha. Cái khâu làm sạch da mặt nó rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng cho tất cả các bước sau. Cho nên là trước tiên là mình sẽ thấm ướt cái mặt mình, sau đó mình sẽ tạo bọt với lại cái sữa rửa mặt và mình sẽ rửa cho cái mặt của mình nó sạch và những cái bụi bẩn, cho dù cả đêm mình ngủ đi chăng nữa, sáng mình dậy mình cũng phải rửa mặt nha. Mà mình cũng không cần phải rửa kỹ quá nhưng mà nhất định là phải rửa mặt cho sạch. Đó, sau cái bước rửa mặt á, thì mình sẽ làm cái bước kế tiếp thì nó mới có thể là thẩm thấu được những cái dưỡng chất mà mình muốn làm nha. Và đây là cái phần cổ á, là mình cũng đừng bao giờ quên phải rửa cổ nè, rồi phải chăm sóc cho cái da cổ, bởi vì cái da mặt của mình với da cổ của mình á, nếu mà da mặt mà nó đẹp mà da cổ mình nó nhăn thì nó cũng sẽ không đẹp nha. Và đây là cái tô nước đá, cái bước này là hôm nay là mình sẽ làm chi tiết cho mọi người xem về cái bước mà mình ngâm mặt trong nước đá như thế nào. Đây là một cái bước để giúp cho cái da của mình săn chắc nè, làm sáng da nè, làm cho cái da của mình nó sẽ đẹp hơn từng ngày luôn. Đó, một cái tô nước đá như thế này á, là mình để mình lựa cái tô nào mà mình có thể ngâm được cái mặt của mình vào trong cái tô nước đá. Và cái tô nước này á, thì mới ban đầu mình ngâm vô thì mình sẽ cảm giác nó lạnh lắm, nó sẽ khó chịu trong một vài giây đầu. Nhưng mà các bạn sẽ lăn qua lăn lại như thế này nè. Cái thứ nhất á, là nếu mà mình ụp cái mặt mình xuống á, cái nước á, nó sẽ làm cho mình ngạt thở á, thì mình sẽ lăn qua lăn lại như thế này giống như là mình thở vậy đó. Mà cái mặt của mình thì mình tiếp xúc với lại cái nước đá mới khoảng 1 phút, 2 phút đầu tiên thì các bạn sẽ cảm giác là nó lạnh, nó buốt, nó khó chịu. Nhưng mà các bạn cứ ngâm chừng, có nghĩa là mình lăn qua lăn lại chừng khoảng chừng vài chục giây, 1 phút thì bắt đầu mình đã quen với lại cái độ lạnh của cái nước á, thì mình sẽ cảm giác dễ chịu hơn. Và mình cứ thế mình làm khoảng cỡ 2 đến 3 phút nha. Nếu mà các quý vị nào mà có thời gian hoặc là mình cứ thử đi cái cảm giác của mình chịu lạnh như thế nào, nhưng mà chi thì một chút xíu khoảng vài chục giây đầu thì chỉ cảm thấy nó hơi khó chịu. Nhưng mà khi mà qua bước vào một khoảng một phút rồi là mình thấy là nó bình thường rồi ha, thì mình sẽ ngâm cái mặt mình trong nước nó lâu hơn. Mình cứ lăn qua lăn lại như thế này nè, hoặc là mình ụp cái mặt của mình vào trong cái tô nước mình để khoảng chừng vài giây, rồi bắt đầu mình ngước lên mình thở một chút xíu, rồi bắt đầu là mình sẽ ụp cái mặt xuống. Đó, mình cứ làm như vậy á, mình nghiêng qua nghiêng lại, mình lăn qua lăn lại. Nhất là những người có cái vết nám giống như chi á, là cái vết nám của chi các bạn thấy nó vẫn còn đúng không? Nhưng mà khi mà mình làm như thế này nè, cái da của mình nó giống như mình đang tập thể dục cho cái làn da của mình á, dưới cái nước lạnh á thì nó rất là tốt luôn. Các bạn biết cái phương pháp tốt nhất á mà bác sĩ hay những người mà nhà khoa học người ta khuyên á, là mình nên tắm bằng nước lạnh, cái da của mình nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ săn hơn. Nhưng mà thật sự rất là khó để mình tắm nước lạnh ha. Ở đây mình tắm nước ấm ấm nó quen rồi. Nhưng với cái gương mặt của mình á, mà mình tập thể dục với lại cái ướp mặt vào trong cái rửa mặt bằng cái nước lạnh như thế này mỗi ngày á, các bạn duy trì làm được mỗi ngày giống như chi á, thì cái sự cải thiện của làn da của mình á, nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều luôn. Các bạn thấy sau khoảng một phút á, là bắt đầu các bạn thấy cái da của mình nó ửng đỏ lên như thế này nè. À, mà các bạn đừng có ngại nha, đây là một cái sự mà gọi là tác động giữa cái nhiệt á, cái nhiệt lạnh nó làm cho cái da của mình á, nó đang săn lại và nó làm cho nó đỏ vì cái độ lạnh của cái da thôi, nhưng mà nó sẽ không sao hết. Đó, nhưng mà mình rất là thích cái cảm giác này. Đó, mới ban đầu làm mình cũng thấy trời sao lạnh quá làm sao chịu nổi ta. Nhưng mà từ từ mình làm rồi mình quen á, thì mỗi một ngày buổi sáng mà chi rửa mặt là chi sẽ ngâm cái mặt của chi vào trong cái nước, cái tô nước như thế này chừng khoảng 2-3 phút. Thì các bạn biết không, sau khi mình làm xong như thế này nè, mình dưỡng da thì các bước dưỡng da sao, các bạn thấy là cái da của mình nó căng mọng và nó sẽ rất là đẹp hơn, đẹp hơn nhiều lắm so với cái lúc mà mình không có làm cái bước này. Thì đây là những cái bước mà chi đã học được từ những cái người mà gọi là chăm sóc dưỡng da mà để cho cái da mặt mà nó đẹp, nhất là những người mà bị nám á.
Thì mình làm thêm cái bước này á thì nó sẽ hỗ trợ cho cái việc nám của mình nó mờ dần đi rất là nhiều luôn. Đó, chị cứ lăn qua lăn lại, ngày hôm nay chị làm cái video này á khá kỹ về cái bước này để cho tất cả mọi người có thể thử làm theo cái cách của chị đi. Nếu mà xuyên một ngày mình bỏ ra 2-3 phút mình làm cái bước này á thì các bạn sẽ cảm thấy là cải thiện cái làn da của mình sau một vài tháng nha. Đó, khi mà mình làm xong rồi các bạn thấy là cái mặt của mình nó đỏ ửng lên như thế này nè. Nhưng mà chị rất là thích cái cảm giác này. À, cái da của mình nó ửng là cái độ lạnh nó làm cho cái da mặt của mình nó ửng, nhưng mà nó căng cái mọng giống như là cái nước á, nó làm cho cái da mặt mình nó là căng mọng nước luôn. Đó, thì sau đó là mình sẽ lau khô, thấm khô, bắt đầu mình sẽ apply cái toner nha. Cái toner là cái giúp cho cái da của mình á, là cân bằng cái độ đàn hồi của cái da của mình. Đó, cho nên là mình sẽ thoa cái bước toner. Bước dưỡng da là trước, sau khi cái bước dưỡng da bằng sữa rửa mặt, sau khi mà mình sữa rửa mặt xong là mình phải bắt buộc là mình phải xài cái toner để cân bằng cái độ ẩm cho cái da, thì cái bước này vô cùng quan trọng nha mọi người nha. Đó, sau khi mà mình lau toner xong rồi bắt đầu mình sẽ dùng serum vitamin C. Vitamin C là chị nói rồi, tất cả những cái làn da nào muốn trắng sáng, da đều màu thì mình phải nên sử dụng cái vitamin C. Và vitamin C là bên chị là có bán hết tất cả những cái loại này, các chị cứ liên lạc với chị nha. Đó, mình thoa đều vitamin C vào cho nó ẩm. Và cái loại vitamin C của chị á, là cái loại này nó không bị oxy hóa, cho nên mình xài nó sẽ không gây cho cảm giác bết rính hoặc là cái cảm giác mà nó bị vàng á, cái da của mình nó không có bị cảm giác đó nha. Đó, sau khi mình thoa cho vitamin C nó thấm vào cái da của mình xong rồi thì bắt đầu mình mới thoa và mình dưỡng tiếp những cái bước kế tiếp nha. Rồi, bước kế tiếp là mình sẽ sử dụng cái serum này. Serum này là chị cực kỳ thích nè. Serum này là serum tự sinh, serum Bichup á, của Hobichup á. Đây là một cái serum mà chị rất là thích, trong khoảng cỡ gần 2 năm nay chị dưỡng da là chị sử dụng cái serum này rất là nhiều luôn. Khi mình thoa serum là mình cố gắng mình thoa cho nó đều trên cái da mặt của mình, rồi sau đó là mình sẽ dùng cái máy. Chi là chi thích sử dụng những cái máy này, nó hỗ trợ cho cái việc thẩm thấu cái dưỡng chất á vào cái da của mình ha. Thì cái máy này á là cái máy chi đã sử dụng cũng mấy tháng nay rồi, chị thấy nó cực kỳ hiệu quả và nó tiện lắm. Nó không có làm cho mình mất thời gian, mà nó sau khi các bạn sử dụng thì sử dụng một cái máy này giúp cho cái những cái dưỡng chất của cái sản phẩm mình xài nó thẩm thấu vào á, nó sâu hơn bên ở dưới cái da của mình, cho nên là nó sẽ giúp cái da của mình sẽ căng bóng sau khi mình dưỡng da. Và nhờ mình xài những cái máy như thế này nè, nó hỗ trợ là cái việc làm cho cái da mình nó căng ra, nó giảm những cái nếp nhăn, những cái râu rồng, những cái vết chân chim ở bên dưới của cái da của mình á, nó sẽ hiệu quả rất là nhiều luôn. Cho nên là dưỡng da là mình sẽ kết hợp mỗi cái một chút xíu ha. Rồi sau khi là mình cho serum nó thấm vào xong, bây giờ mình sẽ sử dụng cái kem dưỡng da moisturize á, thì các bạn có thể xài tất cả những cái loại serum hay dưỡng da nào mà mình đang có nha. Giống như chi là chi đang xài cái này thì chi sẽ sử dụng cái này, nhưng có những người xài có thể là xài cái serum, cái moisturize ban đêm vào cái chai mà màu đen mà chung với lại cái cặp mà retinol buổi tối đó, mình xài cũng được. Nói chung là bất cứ những cái dưỡng da này cũng được, nhưng mà đừng bao giờ quên là khi dưỡng da là phải có moisturize, là có nghĩa là kem dưỡng ẩm đó. Thì cái đó thì nó giúp cho cái da của mình nó sẽ dưỡng ẩm cái nền da của mình. Khi da mình đủ ẩm thì nó sẽ làm cho cái da của mình nó sẽ căng mọng, nó sẽ không có bị nhăn da đó. Thì sau mỗi cái bước mà chị apply serum hoặc kem dưỡng, chị đều sử dụng cái máy này để mà chị đưa cái tinh chất vào trong cái da của mình cho nó sâu hơn, cho nó tốt hơn ha. Thay vì mình lấy tay thì nó sẽ không có, nó thấm hết trên cái tay của mình mà nó không có thấm sâu vào bên trong. Như mình sử dụng máy thì là một cái cách mà để đưa cái tinh chất vào sâu hơn. Chính những cái máy hỗ trợ này giúp cho cái da của chi càng ngày càng căng mịn và những cái nếp nhăn đó giảm đi rất là rõ luôn. Và chi không chỉ một cái máy mà chi có rất là nhiều cái máy. Và ở đây là hôm nay chi sẽ cho các bạn xem những cái loại máy mà chi sử dụng nó hỗ trợ như thế nào nha. Mỗi loại máy nó sẽ có một cái công dụng khác nhau, và nếu các bạn thích xài máy nào hoặc là các bạn thích trải nghiệm những cái loại máy này thì nếu có điều kiện thì mình sẽ mua nhiều máy. Giống như chi là chị thích trải nghiệm những cái gì mà gọi là làm đẹp, cho nên là máy nào ra mà chị cảm thấy là nó hỗ trợ cho cái việc làm đẹp của chi là chi không có tiếc tiền chi đầu tư cho những cái máy này.
Và khi mà sử dụng á, thì mình nên nhớ là phải xài serum, xài tất cả những sản phẩm cho cổ luôn nha. Serum thì mình cũng làm cho một chút xíu serum để mà mình massage cho nó mướt hơn, nó mượt mà hơn đó. Đó, mình massage cho nó thấm vô trong cái cổ mình một chút xíu. Đây là một cái dụng cụ mà chị rất là thích luôn. Mình có thể mình sử dụng cho cằm nè, cho cổ nè, cho vai nè, cho mắt nè. Đó, nó làm cho giảm những cái nếp nhăn nè, làm thon gọn cái mặt V-line của cái gương mặt của mình á. Đó, các bạn cứ sử dụng mỗi ngày đều đặn như thế này thì các bạn sẽ thấy sau vài tháng, 1 năm, 2 năm sau mình nhìn lại cái da của mình nó sẽ khác rất là nhiều so với những cái thời gian mà mình không có xài. Cái điều đó là các bạn cũng có thể cảm nhận được qua những cái chia sẻ video, hình ảnh Chi chia sẻ, các bạn cũng thấy cái gương mặt của Chi nó sẽ thay đổi rất là nhiều so với vài năm trước, đúng không? Và đây là một cái dụng cụ Chi cũng rất là thích nè. Cái này là cái lăn này á, cành là nó nhỏ, nó gọn, như các bạn có thể thấy là mình có thể mình lăn vào những cái vết rãnh sâu, những cái vết rãnh giống như là, hoặc là mình xài kem mắt á, mình sẽ lấy cái này mình xài, mình lăn ở dưới cái con mắt của mình á, thì cái con mắt của mình từ từ nó cũng sẽ giảm những cái vết nhăn. Và những ai có cái bọng mắt hay là những cái bọng mỡ bên dưới cái càm như thế này nè, đó, thì mình lăn trên vùng mắt, vùng càm hay là vùng rãnh râu rồng đó, cổ, nói chung là những cái dụng cụ này nó sẽ hỗ trợ cho cái việc dưỡng da của mình rất là nhiều. Đó, đây là một cái máy khác nữa nè, đây là một cái máy rề pha mà nó 4 cái chân to này nè. Chị thích cái máy này là bởi vì nó có nhiều, rất là nhiều chức năng, kể cả nước chức năng massage luôn nè. Mình có thể massage tay, cổ, gáy, nói chung là những cái lúc ngày nào mà cái cổ mình nó đau á, các bạn thử lấy cái này các bạn massage cổ đi, trời, bảo đảm là hết liền, mà nó phê lắm. Mình massage tới đâu là nó cuốn những cái thịt của mình á, nó massage cơ của mình nó rất là đã luôn. Rồi sau khi mà mình đã massage cái da của mình á, cho thẩm thấu những cái dưỡng chất hết rồi, bắt đầu mà mình sẽ xài chống nắng nha. Hôm nay là Chi sẽ xài chống nắng của Hu. Chống nắng này là Chi rất là thích, là bởi vì nó nâng tông nhẹ và nó mỏng, nó mịn lắm. Chi là xài chống nắng rất là nhiều loại nha. Chi nói với mọi người là Chi có tới 7-8 loại kem chống nắng khác nhau. Mỗi một cái chống nắng nó sẽ có một cái Chi sẽ sử dụng cho nó một cái dịp khác nhau. Như hôm nay á, thì Chi sẽ sử dụng cái loại chống nắng này. Đó, chống nắng mà của Hu này là một trong những cái loại chống nắng mà Chi rất là thích luôn. Tại vì mình đánh lên nó mỏng, nó mịn và nó có một cái độ nâng tông nhẹ. Nếu như các bạn nào mà ít có trang điểm á, thì chỉ cần xài cái chống nắng này lên thôi, thì các bạn cũng có thể gọi là một cái lớp make up nhẹ rồi đó. Là mình chỉ cần mình đánh một tí son hay là mình vẽ một tí xíu mí mắt lên, tí xíu má hồng thôi là cái mặt của mình nó cũng đã đẹp rồi. Đó, các bạn thấy không? Đó, cái nền da của mình rất là đẹp. Cái này là mới thôi nha, một chút xíu nó set cái da lại, cái màu của nó sẽ tối lại một chút xíu, là cái da mình rất là tự nhiên luôn. Và đây là cái kem cổ mà cái hộp này Chi xài là cái hộp thứ 5 rồi đó cả nhà. Nói chung là cái kem cổ này là một trong những cái kem cổ Chi thích nhất luôn. Và ngày hôm nay là Chi lại mới về hàng và Chi vì hết rồi đó cho nên order về xài đó. Cho nên là hôm nay là khui cái hộp mới là hộp thứ 5 luôn rồi đó. Trời ơi, Chi cực kỳ thích cái kem cổ này luôn. Xài á, các bạn biết không, hả, là nó căng, nó mịn, nó giúp cho cái da của mình nó mịn màng và nó căng. Kể cả khi các bạn rửa mặt, các bạn tắm ra rồi, cái da các bạn vẫn căng mịn nha. Chứ không có phải những cái loại kem á, mà mình, khi mình sức thì mình thấy nó mịn, mà khi mình tắm mình rửa ra rồi xong thì cái da mình nó trở lại bình thường, không phải nha. Đây là cái loại kem cổ mà Chị recommend cho mọi người phải nên xài. Xài một thời gian càng ngày cái cổ mình nó càng đẹp. Rồi bây giờ là tiếp theo là cái lớp make up nha. Mình make up, mình đây là một cái lớp make up nhẹ. Và ngày hôm nay chia sẻ cho các bạn xem cái make up của Chi á, là Chi xài hai loại, một bên là cushion, một bên là BB cream. Thì cho các bạn xem và Chi lựa cái này là nó hơi sáng hơn cái tông màu da Chi một chút xíu. Để một chút xíu Chi sẽ hướng dẫn cho các bạn á, là làm như cách nào để mình chữa cháy, để lỡ như mình có mua một cái hộp cushion nó sáng hơn cái mặt của mình á, chẳng lẽ mình đi bỏ, đúng không? Cho nên là mình trả lại đâu có được đâu. Cho nên là mình sẽ có một cái cách, để một cái bí quyết để mà mình có thể mình chữa cháy và mình sử dụng cho cái da của mình. Mình vẫn sử dụng cái loại cushion mà mình mua nó hơi bị sáng hơn cái tông da của mình, nhưng mà mình có một cái cách để mà mình làm cho cái da mình nó trở lại bình thường và cái màu tông da của mình luôn. Đó, đây là một bên là Chi sử dụng là cushion. Cushion này là của Hàn Quốc, của Korea nha. Chi có rất là nhiều loại, nhưng mà đây là một cái loại mà Chi ít có xài. Tại vì á, hả, là nó hơi sáng á, cho nên Chi làm biến đánh nhiều lớp. Thì lỡ như Chi nói, bạn nào mà có lỡ mua những cái nào nó sáng hơn da thì mình sẽ có cách để mà mình xử lý đó ha. Thì ngày hôm nay Chi sử dụng cái này là BB cream của Hu nè. Đó, BB cream của
hươu thì nó cũng hơi sáng hơn cái nền da của chi bột tông đó, nhưng mà không sao hết, chi vẫn thích là vậy, tại vì cái khu BB cream này á nó mỏng, nó mịn lắm, nó giống như cushion của hươu vậy đó, nhưng mà nó cái BB cream này là dạng kem nước, thì các bạn nào thích xài BB cream thì xài, thích xài cushion thì xài ha. Một cái mà lợi á, là cái BB cream á, là tính ra là nó sẽ rẻ tiền hơn, một cái chai BB cream này xài rất là lâu, còn cushion thì xài nó mau hơn, nó mau hết hơn, nhưng mà tùy theo mỗi người mỗi thích, nếu mà ai thích xài cái nào thì mình xài nha. Đây là hai bên, một bên là BB cream, một bên là cushion, các bạn thấy nó cũng không khác nhau gì lắm nha. Rồi mình xài xong nó bắt đầu là mình sẽ che khuyết điểm, mặc dù là cái vết nám của chi nó đã mờ đi rất là nhiều, nhưng mà chi vẫn muốn che cho nó sẽ không có thấy một cái vết khuyết điểm nào của vết nám cả. Cho nên là mình có cái kem che khuyết điểm mình che lên. Các bạn có thể dùng cọ, có thể dùng tay, nhưng mà mình thì mình có thích dùng cái bông này để mình đánh cho nó mịn hơn, nó che khuyết điểm hết luôn. Đó, các bạn thấy sau khi che thì bây giờ cái khuyết điểm trên mặt của chi là không còn một miếng nào hết nha. Và đây là cái bí quyết nè. Một cái hộp phấn khô, các bạn sẽ chọn một cái hộp phấn mà cùng cái tông màu da của mình nha. Thì khi mà bất cứ mình sử dụng cái BB cream hay là cái cushion hay bất cứ một cái kem nền nào mà nó hơi sáng hơn cái tông da của mình lỡ mình mua đó, thì mình cứ xài, mình cứ làm tất cả các bước như nãy giờ chị chia sẻ. Sau đó là mình lấy cái hộp phấn phủ này nè, mình phủ lên là cái lớp cuối cùng nó sẽ set lại cái da của các bạn, nó sẽ trở lại cái màu da bình thường của mình. Đó, cho dù nó các bạn có xài kem chống nắng nó trắng, hay là xài cushion nó trắng quá, hay là BB cream lỡ mua cái hộp đó nó cái màu da nó sáng quá, thì mình cứ xài xong xuôi rồi bắt đầu mình lấy cái lớp phấn phủ mà cùng cái tông da của mình nè, mình phủ lên cái lớp cuối cùng thì các bạn thấy là nó sẽ trở lại cái màu da của mình bình thường đó. Cho nên là cái này các bạn đừng lo lắng, khi lỡ mua cái gì đó mà cái màu mình không thích, mình cũng sẽ có cách nha. Và trong cái hộp phấn này nó có một cái miếng bông mút này nè, rất là mịn, thì sau khi các bạn phủ phấn lên rồi các bạn lấy cái miếng bông mút này nè, các bạn chậm nó như vậy nè, cho cái phấn nó xét hết vô cái da của mình. Rồi thì bây giờ các bạn nhìn thấy nè, cái da mình nó khô ráo luôn á, nó không có bị ẩm ướt ha, mà cái màu á là nó đã xét lại cái tông gần như là cái màu da của mình rồi đó. Một chút xíu nữa thì các bạn sẽ thấy là nó xét lại á, là cái da của mình nó sẽ sạm hơn xuống chút xíu ha. Rồi đây là bây giờ bắt đầu mình sẽ make up trang điểm nhẹ nhàng cho một ngày nè các bạn. Đây là cái chân mày của chi nó có sẵn rồi, cho nên là chi chỉ việc vẽ chút xíu một cái đuôi thôi. Đó, khi mà mình make up, mình đánh phấn này kia thì cái chân mày mình sẽ bám phấn đó, thì bây giờ mình sẽ lấy cây cọ mình chải, sau đó là mình vẽ cái chân mày. Chi thì chi chỉ cần vẽ chút xíu cái đuôi thôi. Đó, thì khi mà các bạn vẽ xong thì các bạn chải ha, lấy cái cây cọ này nè, chải nó đi. Thì nếu mà cái đuôi mà nó có lem một tí xíu á, thì đây là một cái cây cọ thần thánh, các bạn nên có cây cọ này nha. Tất cả những sản phẩm này chị đều có bán hết, cho nên các bạn nào coi á, mà các bạn thích những sản phẩm nào cứ gọi cho chị, những gì mà chị xài là chị đều có bán hết nha. Như chị nói là chi sẽ bán những cái gì mà chi xài, cho nên là cái nào chi thấy đẹp chi mua và chi xài, xong rồi chi chia sẻ với mọi người luôn nè. Đây gọi là cây cọ thần thánh bởi vì nó sẽ làm được rất là nhiều loại nha, những cái nhiều điều mà chẳng hạn như che khuyết điểm nè, rồi bắt đầu là mình sẽ lấy đi những cái phấn rồi này kia nó còn dư, nói chung là rất là nhiều chức năng nha. Rồi bây giờ là mình sẽ đánh mắt nha, có nghĩa là mình hôm nay là mình sẽ trang điểm, thật sự là trang điểm là mắt mũi môi đầy đủ luôn cho mọi người xem từng bước từ A tới Z luôn nè. Đó, mắt thì chị sẽ làm một cái nền màu hồng nhạt, sau đó chị sẽ đánh một cái tông màu nâu nhạt đó, nâu xong thì chị sẽ tán đều ra để cho cái mắt của mình nó có một cái chiều sâu và nó đẹp hơn ha, nó sang hơn, nó đẹp hơn, nói chung là nhìn mắt mình nó tươi tắn hơn đó. Nếu mà mình không có đánh mắt thì cái mắt của mình nó nhìn nó nhợt nhạt lắm, nhưng mà mình có một tí màu mắt thì cái da của cái mặt của mình thì nhìn nó sẽ sáng hơn. Đó. Đánh mắt thì nó cũng không lâu đâu, mà nó cũng dễ đánh lắm, mình chỉ cần có hai cây cọ thôi là mình sẽ có thể mình đánh được cái màu mắt rồi đó. Rất là đẹp luôn ha. Cái này là chị đi ban ngày thôi nên chị không có đánh nhũ, đánh kim tuyến gì hết á. Còn ban đêm thì các bạn có thể đánh lên một tí xíu kim tuyến nhũ lên đó, cho nó đẹp, cho nó long lanh cái mắt của mình. Rồi sau đó là mình sẽ bấm cong cái mi của mình lên để mà mình chuẩn bị chải mascara. Nhưng mà trước khi chải mascara thì mình sẽ phải vẽ cái eyeliner nha. Hôm nay chị hướng dẫn cho mọi người á, là sử dụng cái eyeliner, cái vẽ eyeliner mà cực kỳ dễ vẽ cho những ai mà chưa có biết trang điểm luôn. Đây, cái cây chị vẽ này cực kỳ dễ vẽ luôn. Các bạn có thể vẽ từ trên cái hốc mắt của mình, đánh xéo lên, có nghĩa là thẳng một cái đường của ngay chỗ con mắt của mình mí dưới đó, thẳng lên luôn, đó, một đoạn, đó, các bạn chấm
vẽ thẳng lên một cái đoạn, có nghĩa là nó song song với lại, có nghĩa là nó một cái đường dài luôn đó, nó nối lên. Sau đó thì mình sẽ lấy cái vạch đó, mình sẽ nối lên cái mi trên. Nó cực kỳ dễ luôn nha. Nếu mà ai chưa biết làm, cứ làm theo cái hướng dẫn của Chi một lần hai lần thôi là sẽ biết à, dễ lắm đó. Cứ đánh một cái đường ngắn thôi, từ cái đuôi mắt của mình xéo lên một đoạn chút xíu, rồi bắt đầu nối từ cái đoạn đó lên trên cái mi trên đó. Rồi sau bắt đầu mình cứ đánh từng đoạn ngắn, thì cái con mắt của mình á, mình vẽ đó, khi chưa quen tay thì các bạn có thể lấy cây viết chì này nè, các bạn có thể lấy cây viết này, các bạn cứ vẽ từng đoạn ngắn giống như chị đang làm nè, cứ vẽ từng đoạn ngắn là vẽ hết cái con mắt của mình luôn, rất là dễ. Cho nên là sau khi mà mình quen rồi thì mình vẽ có thể là cái đường vẽ con mắt mình nó dài hơn, nhưng mình mới xài thì mình cứ xài ngắn, mình nối lại từ từ thì con mắt của mình nó sẽ đẹp thôi à. Các chị thấy không, khi mình mắt của mình á, mà mình không có vẽ eyeliner thì nhìn con mắt mình nó buồn lắm, nhưng mà khi mình vẽ lên á, con mắt của mình nhìn nó to ra, nó dài ra và nó có cái chiều sâu, và nhìn con mắt của mình nó to, nó đẹp hơn đó. Cho nên là các chị biết không, vẽ cái eyeliner này nè, ban đầu ai chưa biết vẽ thì cũng hơi khó, nhưng mà cứ mua cái cây này nè, bên Chi có bán 2-3 loại để mà giúp cho các chị vẽ eyeliner cho nó đẹp á, mà dễ xài nữa đó. Thì Chi có nhiều loại lắm nha, cho nên là các chị cứ việc liên lạc với Chi. Và đây là cây cọ thần thánh, mình đã đang làm được một cái việc là mình vét đi cái màu của nó, mình đã bị lem á, cái đuôi của nó nhiều khi mình vẽ nó hơi quá tai, nó hơi to đó, thì mình sẽ lấy cái cọ này mình vét cho nó mỏng lại theo như ý muốn của mình đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuốt cái mascara đó, các bạn thấy không, chuốt mascara là cái bước sau cùng đó. Mình chuốt lên thì con mắt của mình nó sẽ đẹp lên rất là nhiều luôn đó. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn mà, khi mà mình vẽ mắt không đẹp hay mình không chuốt mascara thì mắt của mình nó sẽ buồn, nó sẽ tối, nó sẽ nhìn nó không đẹp. Nhưng mà con mắt của mình khi mà mình chải mascara lên nè, mắt nó to hơn nè, lông mi nó cong hơn nè. Ngày hôm nay là chị không có gắn lông mi nha, để bữa khác là chị sẽ gắn lông mi cho mọi người coi nha. Đó, con mắt xong rồi đó, bây giờ tới má hồng. Đây là má hồng TCA, cái loại má hồng này Chi bán rất là nhiều năm nay rồi và Chi rất là thích, là bởi vì á, các bạn biết không, mình có đánh cỡ nào đi chăng nữa nó cũng không có hồng lên mà hai cái cục má hồng chà bá, đúng không? Cho nên là cái loại má hồng này á, Chi thích là cái màu hồng đó, màu hồng cam, nó hồng nhạt thôi mà đánh lên nó rất là trẻ trung. Cái màu hồng này thì giúp cho mình trẻ lắm, nó không có phải là màu hồng tươi mà nó là màu hồng cam, mà nó màu này là màu nhẹ, cho nên các bạn thấy không, Chi đấm 2-3 lớp luôn cho mọi người sau coi luôn đó, 2-3 lớp luôn mà nó vẫn có tới đó thôi à, chứ nó không bao giờ nó hồng hơn được nữa. Rồi bây giờ thì Chi sẽ vẽ một tí son. Cái cây cọ vẽ này nè là nó đi theo Chi mười mấy năm, từ hồi Chi Việt Nam tới giờ đó, Chi xách nó qua tới giờ, cho nên Chi không biết là Chi mua biết bao nhiêu năm rồi đó. Đó, thành ra Chi xài rất là bền. Mình lấy cây cọ đó là mình quét lên cái cây son. Cây son của Hu này của Chi xài mà bây giờ nó hết rồi, Chi phải lấy cây cọ này, Chi phải dùng cái cọ cho mới quét cái son được, tại vì nó hết rồi đó. Mà Chi rất là thích xài son dưỡng của Hu nha. Son dưỡng của Hu làm cái da mà cái mềm, cái da môi của mình nó mềm, nó mỏng lắm đó. Cho nên là hôm nay là Chi sử dụng cái này là cái son môi của Hu làm cái nền ở dưới, rồi sau đó là Chi sẽ đánh lên một tí xíu son màu cam nữa, tại ngày hôm nay Chi muốn đổi màu son đó. Son thì mình có thể phối nhiều màu, các bạn thích son gì các bạn có thể phối vào son đó. Nói chung là mỗi người có mỗi sở thích, nhưng mà son Chi nghĩ là không ai mà dưới 3-4 cây đâu, đúng không? Đó, sau khi đánh son xong là Chi cho một tí son màu cam lên. Ngày hôm nay mình muốn đổi màu son cho nó tươi hơn chút xíu đó mà. Đó, thì mình phủ lên một cái lớp màu cam, đó là cam lè luôn đó. Dễ thương không? Màu đỏ cam nè. Đó, khi các bạn thấy cái màu má hồng đó, mình đánh nãy giờ 2-3 lớp vậy đó, chút xíu à, là các bạn thấy là nó sẽ không có đậm đâu. Và bước cuối cùng không bao giờ thiếu, đó là cái việc mình phải xịt khoáng nha. Mình xịt cái dưỡng ẩm này, nó sẽ giúp cho cái da của mình nó bóng và nó căng, nó mịn mượt nguyên cả ngày. Lúc mới xịt lên thì mình thấy nó bóng như vậy nè, đó là nước chứ không phải là dầu nha mọi người. Thì nếu mà ai không có kiên nhẫn thì mua cây quạt này, bên Chi có bán luôn nha. Đó, mua cây quạt này để mà mình sẽ thổi cho nó khô, cho nó thấm nhanh hơn. Còn bình thường thì Chi xịt xong là Chi không có xài quạt, Chi để Chi thay đồ, Chi làm này Chi xong xuôi là nó đã khô rồi. Cho nên là cái gương mặt của mình sau khi khô lại là các bạn sẽ thấy là nguyên một ngày nó sẽ đẹp, rất rất là đẹp luôn. Đó, ngày hôm nay là Chi đã chia sẻ với các bạn tất cả các bước từ A tới Z, từ dưỡng da cho tới make up luôn ha. Thì hy vọng là tất cả các chị em nào muốn làm đẹp thì cũng sẽ học theo được cái cách làm đẹp của Chi. Nó đơn giản lắm. À, từ từ các bạn làm là cũng sẽ lên tay thôi. Rồi mọi người nhớ lưu cái video này lại giúp Chi nha. Và nếu mà thích thì cho Chi một cái like nha.
Cái này là cái routine buổi tối nè. Buổi tối thì chia sẻ dưỡng bằng cái bộ Retinol của Revision này. Còn những ai mà chưa xài qua cái này á, thì có thể thử hoặc là thử cái Retinol của Nu Skin á. Cái đó thì nó nhẹ thôi nhưng mà từ từ. Còn đây là cái cặp dưỡng cổ, ngày hôm nay có cái promotion cho cái ngày Black Friday nha. Mua một cái hũ kem dưỡng cổ là được, tặng cho cái chai xịt nước hoa body toàn thân á. Cái chai này xịt lên nó mùi đã lắm á cả nhà. Rồi đây là cái chai BB cream nha, giờ mà chi mới vừa xài xong đó. Đó là nói chung là đây là cái chai vitamin C nữa nè. Vitamin C này cực kỳ đã luôn nha cả nhà nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều ngày hôm nay đã xem cái video ngày hôm nay. Chi cố gắng chi làm gọn lại đó, có những cái mà cần đặc biệt thì chi sẽ làm dài hơn chút xíu. Rồi cảm ơn mọi người, nếu ai thích video ngày hôm nay nhớ cho chi một cái like nha, và lưu video này lại nha. Bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà.